Hello, em chào tất cả anh chị em ngày mới của ngày 16 tháng 2 nha nhé. Sáng hôm nay chúc mọi người một ngày mới an lành. Sáng hôm nay em lên cho anh chị em một lô quần áo. Đầu tiên em khoe cái bộ đồ của em, anh em nhìn thấy có oai không? Bữa nay em lượm được một bộ này thì em bận lên để anh em xem luôn. Và tiện like anh em nào có nhu cầu để mua một bộ khỏi phải chờ đợi ghép và có khi được gặp mà không chốt được thì em bán luôn nha. Con áo này thì áo Combat của Mỹ, mới 98%, size M. M thì anh em từ 63 60 đến 65 là bận thoải mái, nhưng mà đúng medium mà bận body á 70 đến 80 kg, nhưng mà bận rộng thì nó size em đã nói nha. Còn cái quần này là quần, không phải quần multicam bình thường, nó là quần combat chất vải kaki combat, mà bữa hôm em có like bán cho anh em là 1,7-1,8 triệu. Thì ở trên cái đầu gối nó có hai loại, anh em nhìn thấy giùm em này, trên cái đầu gối có một cái vòng và đây là có một cái bọc bằng nhựa. Cái bà gối mà mấy anh mà bắn tỉa hoặc là combat mà cứ hay quỳ cái đầu gối thao tác quỳ á thì là cái quần này. Và ở ngay cái đằng sau của cái quần này là có miếng dán để ôm bọc gối này, khi mà thao tác của nó được gọn gàng để làm việc. Thì cái quần này là bụng 88-90, dài quần 112, mới kích. Nói chung cả bộ này là một bộ là đẹp tuyệt vời luôn, 98%. Ai mà vừa bộ này thì chốt chùm em mã 01, 2,5 triệu. Cái này cả này nha, còn cái này không có đâu và cái này không có đâu, chỉ có hai này thôi. 2,5 triệu mã 01. Và bây giờ em lên đồ. Đây là một cái áo. Bây giờ đây là một con áo của Hải quân biển anh em, dành cho lính Mỹ đi tuyết vào trời cực lạnh. Thì con này là anh em nói cực lạnh của nước Mỹ thì nó là âm độ là bao đi Nhật đi đâu cũng được hết rồi ha. Đấy, anh em nhìn một cái lớp lì ấm của nó này, cực dày luôn. Ở trên này là một lớp cổ lông, cổ nhung. Thì con này là sau năm 75, từ năm 75 trở về đây là cái dòng này. Còn em sẽ chúc em sẽ lên có một con này, lấy từ năm 75 trở về trước là con khác ha. Con này anh em nhìn giùm em này, không, trên vai không có đường viền nhá, không có ấy nha. Bên hông cũng không có một cái cục, tức là nó sau 75. Con này là size lát, size lát nha anh em. Size lát thì anh em 80 kg, size lát là 80 kg. Con này đời 83, sau năm 75 thì nó là đời 83. Bây giờ ta review cái phần này. Đồ khóa ngon lành nha. Chất vải của nó cái màu y hệt cái thằng G8, màu xanh két, màu xanh của thủy quân lục chiến. 3,5 triệu mã 33, xanh đều và đẹp nha. Ống tay ngon lành, chỉ có chỗ này có hai chấm dơ thôi này. Cái dòng này là gọi là dạng sưu tầm. Với cái dòng này nó không những là ấm cho mình mà thấy hàng này hàng hiếm ha. Bo ngon lành ha, màu xanh đẹp xịn. Đằng sau đều đẹp hết, nhưng mà qua ống tay này là bị dơ. Anh em nhìn giùm em, dơ từ trên này xuống một đường nha. Ở dưới cái gót này cái chất vải của nó là chất ni lông, thì nói đúng ra mấy cái dơ này không ăn nhầm gì hết. Độ mới của con này là cũng trên 96% luôn. Đẹp. Vì anh em giặt phát là hơi gì đẹp. Bẩn cái màu này rất là sang nha, vừa ấm, cực đỉnh ấm luôn. Ai mà muốn cần cho mình một con để cho bảo vệ mùa đông cho mình ấy, đương đầu với mọi thời tiết lạnh thì quất con này giùm em. Không phải khi nào cũng có đâu anh em nhé. Rồi con này là 70 đến 80 kg, chốt chùm em con này. 3,5 triệu mã 33, 3,5 triệu mã 33 nha em, nó dày quá.
tiếp em lên con này luôn. Vì con này là em tính cất cất vào bộ sưu tập của em, nhưng mà thì đem ra khoe khoe nhưng mà được thì bán luôn, không được là cất ạ. Con này anh em nhìn thấy cái đường sườn của nó chưa, một đường rắn này à. Cái dòng này là sau năm 75 mới có. Cái đường hông của nó cũng có này, rất là đỉnh nha. Cái form này nó khác, em nhìn thấy cái form chưa, form kia nó đứng giống như áo áo bò, cái form ở bên này nó tin hơn, form này nó trẻ trung hơn, nhưng mà nó mới hơn mà nó có những cái hơn. Từ từ anh em xem đi. Đó, như áo, một áo bô dung cực đẹp. Con này lại có một cái lót ở trong này, lót dày như một lớp áo chống đạn ở trong đó. Nếu như mà thời tiết lạnh nhá, anh em có thể sử dụng hai chức năng của con áo này. Chút nữa em sẽ nói anh em đó. Anh em lột cái lớp này ra, anh em bẩn như một cái áo chống đạn luôn. Con này này, cái này, rồi bẩn riêng, rồi anh em bẩn lồng vào con này. Chút em bẩn cho anh em xem nha. Bây giờ mình cứ coi đã, rồi sau ta tính tiếp. Cái dòng này cổ không có lông ha, thì nó là còn cái tem này. Trời ơi, anh em dòm cái tem phê không? US Navy này à, quá đỉnh luôn. 63, con này 563, con này 563 A1 nha em, còn mới keng, hàng đã qua sử dụng nhưng mà em bao anh em là mới kích. Em ngửi cái này còn nghe mùi, mùi như kiểu là chất nhựa, chất ni lông, chất nhựa của nó, chất mà chất mới á, chứ không phải là chất ni lông mà ấy đâu. Có nghĩa là cái mùi thơm mới kít của nó còn mới luôn. Size medium thì đo chiều dài khác này. Dài áo của nó là 68. Ai sưu tầm cút ngay con này giùm em nha. Cái dòng này là vai này nó liền luôn. À, vai rời nhưng mà vai đổ này không có đo được vai đâu. Vai này nó khác. Vai này tới 63. Em 55kg. Chơi cái con này thêm một cái lót này nữa là nó dày lên á, là em bẩn, bẩn xít luôn ạ. Vì lý do em sưu tầm con này là con này bằng em, thấy không? Cái form này anh em thấy trẻ trung hơn form kia không? Nó bẩn ngắn như áo phi lốt đó nha. Đó, đỉnh chưa? Bẩn ngắn giống như áo phi lốt. Mà chơi con này thì chất như nước cất. Vì anh em thứ nhất là đẹp mới cứng, thứ hai là cái dòng này đời xưa, thứ ba là nó bẩn được hai loại, bẩn được hai tác dụng. Khi bẩn kiểu này và có khi anh em bẩn được cái lót không làm áo giáp. Ui, chờ mày chút. Con này á, em bẩn cả giáp vào nữa. Nói đúng, đúng là medium là 70kg. Nhưng mà anh em nào 70kg thì phải cái bụng lép nha. Còn 70kg tập gym, tập tạ thì được. Còn 70kg mà anh em có cái bụng lồi lồi ra thì đừng. Vì ông chồng em có 68kg mà ông bệnh vào thì cái bụng như thế này, đó, kích như thế này, không coi được. Cho nên mình phải lép bụng gọn là đẹp. Rồi, con này em bán 6 triệu, mã 02. Ai chốt chốt cho em nha. Bây giờ em lột cái ruột ra em bệnh cho anh em xem này. Đấy là một tác dụng của nó nha. Cái ruột của nó thì mình mở khúc này, y hệt như một cái ruột giáp anh em ạ. Như áo giáp luôn. Rất là đẹp. Đẹp lắm. Ôi, không được, không được. Cái này không lôi ra được. À, lôi. Nó giáp nhẹ lắm. Đó, nó mở như thế này. Con này rất là chất luôn. Ai mà sưu tầm là sưu tầm những con này, phải nói không có đủ hàng ai hết. Em bẩn con này rồi là em ướt, em giảm 1kg trong line này đó. Anh em tin em giảm 1kg không? Ây da, nó cứng quá chứ. Nó còn bót cái cúc luôn. Rồi. Đấy, hai cái hai nơi nhá.
con này là gọi là áo chống gầy chứ không phải là chống đàn, với một cái giáp dày này. Người ta chống gầy là đánh bằng gầy, là đỡ gầy chứ không phải là đỡ đàn được. Nó cũng dày như áo giáp, nhưng mà nó không có cái chất để mà đỡ gầy. Anh em nghĩ sao khi em bận con này? Con này còn oách hơn con kia nữa hả? Trời ơi, anh em bận được cái phong cách này nó rất là đẹp. Trời ơi, rất là đẹp. Em thích phê con này rồi đó. Đẹp không em? Quá đẹp luôn. Trời ơi, sao mà đẹp thế. Đấy, anh em bận được hai cái. Mà dày nha, cái này cũng đủ ấm lắm rồi. Nó dày, cái tức là cái lớp này là lớp để đỡ những cái gậy, cái đòn, cái đánh. Không phải đỡ bằng bằng đạn mà đỡ bằng gậy thôi. Anh em hay gặp những cái dùi cui ấy, là cái gậy thôi. Rồi, con này em bán 6 triệu, mã 02 nha. Em đang muốn đi vào bộ sưu tập đó. Có cái là giờ mà để lại cất thì vốn mình bỏ ra rồi cất đi thì con nó không có gì để ăn, cho nên đành đưa ra bán. Chứ thực sự đẹp quá. Trong con mắt em là con nó là không phải chê nữa. Rồi em lên một cái quần quần saten nha. Con này chất vải còn hồ cho nên nó hơi đơ. Về anh em ngâm nước ấm giùm em nhé, nó sẽ mềm. Con này là bụng 82, bụng 82, dài quần là 100. Con này hàng cấp phát nha em, tem của nó còn đang còn dính đây này em, con phải gỡ cái này ra mới được đó, vì nó ủi hồ cho nên nó ép. Con này đời 67 ạ. Đó, tem nữa. Con này em bán cho anh em là 1,7 triệu, mã 28. Bên này đều đẹp nha anh em, xanh đều đẹp. Chỉ ở ngay này này, ngay ở dưới ống quần ở đây là nó bị sơn á, bị một cái viền đường ngoài nó bị sơn á, nó ép rồi. Ở ngay túi thì có 3 lỗ này. Nó cũng sợt vải thôi nhưng mà chưa có rách lũng qua. Và đằng sau mông đều và đẹp hết nha, xanh lè. Rồi 96% chốt giùm em 1,7 triệu, mã 28 ạ. Tiếp một con saten ha. Con saten. Con này màu xanh xám, vai 52. Dài áo 71, vai 52, dài 71. Con này xuống màu nha em, màu xanh xám cũng xuống màu rồi đó. Con này em bán 950, mã 27. Ở trên cái cầu vai này nó bị dơ đất. Phần đất này như kiểu giặt nó không ra, cho nên nó hơi vàng vàng hơn chỗ khác một chút. Cái dòng hằng xưa cho nên ống tay suông nha em. Trên ống tay này thì nó đây là cái vết gỡ tem thôi, nó để chỉ lại thôi này. Sau thì ngon lành cành đào. Ở trên ống tay này thì có hai chấm màu nâu. Màu nâu nhá. Rồi, hàng xưa nút của nó màu nâu này. Cái cặp tem này thông thường em có nói với em là nếu mà em bán cặp tem này không là 300.000 á. Em chưa đọc đời con này hả? Con này đâu có tem đời đâu. Đời nó dập tem ở trên áo này. Nó dập ở trên áo á. Em đo vai nha em rồi hả? Đó, màu xanh xám nha em. Cái cặp tem này bình thường lên áo cứ chéo là 300.000. Lên áo cứ chéo này này. Rồi, ai chốt con này chốt giùm em 950, mã 27 ạ. 950, mã 27 nha em. Em có một bộ bay này mới đỉnh này. Cái bộ bay này là chất vải giống cái quần con bắc này nữa nha anh em. Chất vải kaki dày và mát. Con này cũng vậy này. Đó. Con này là quần bay ACU bay. Chất vải cực đỉnh luôn. Hàng của Mỹ anh em. Con này là size medium long. 7-80kg. Cao 1m74 trở lên anh em. Vai của nó là 51,
em đo cái phần bụng nha. Cái phần bụng to nhất là miếng giá nè hơi bị đơ đó. Cái bụng to nhất là 112. 112 nhá, anh em có thể đôn lại. Kiểu này là like này xong lại mồ hôi ướt đẫm luôn. 112 và đôn lại là bụng 84. 112 và đôn lại một bụng 84. Mới nha, mới đẹp nha. Cái dòng này này nó khác những dòng khác. Mấy con kia anh em nhìn thấy không? Cái bả mông này nó giống với cái loại mà trổ đằng sau mông này, con này có trổ mông nhá. Con này có trổ mông này. Đó. Khác không? Nó khác hẳn nha. Đó, đằng sau mông nó trổ mông này. Khác hẳn không anh em? Tức là cái phần trổ mông nó tiện lợi và cái dòng của bánh quần dòng của con bắp này nó khác với những dòng khác. Nói chung về cái thằng áo bay không là đau đầu không em, nó đã khác nhiều lắm rồi. Rồi bây giờ em không bận được nữa, vì em bận này vào nữa là chết luôn á. Bộ này cái dây kéo cũng dây kéo đồng ha, em bán bộ này 800.000 mã 26 bao đẹp anh em luôn nha. Anh em nghĩ em có nên bệnh vào không? Nói gì nói chứ cứ bệnh. Để nó tới đâu ta tính đấy hay nhá thầy. Quất luôn. Em bệnh vào nha anh em nha. Con này em bệnh vừa được luôn đấy. Anh em tin không? Nhìn nó vậy nhưng mà bệnh vẫn vừa luôn đấy. Cho nên anh em đừng có ngần ngại khi mình bệnh con này sợ nó to. Nó to, em đôn cái nhỏ nhất của nó rồi đó. Nhỏ nhất là 82, 82, 84 phải không? Thấy chưa? Em đôn 82 hay 84 gì đó không biết nữa. 82 nó là xuống tới đây. Thì anh em vô tư nhá. Anh em không mấy, anh em mở ra như vậy này. Cái phần to của nó thì nó ra như vậy. Đó. Còn anh em nhỏ, anh em to, anh em bệnh vào nó hơi rộng thì ta đôn lại từng chút. Đôn lại, đôn hết cỡ là 82 là ok. Eo 82 cho tới. Tới hồi này em đọc bao nhiêu đó. Con này quá đẹp luôn. Chất vải này nó mát nha. Không giống như những chất vải khác đâu. Mà bộ này cũng là bộ duy nhất, có một bộ duy nhất nữa thôi. Không có bộ thứ hai đâu. Chốt nhanh lẹ nha anh em, phọt đẹp không? Có túi đàng hoàng ấy vô. Quá đẹp. Phải nói đẹp. Không phải là cái nào em bán em khen đẹp, nhưng mà đẹp là em nói đẹp, còn xấu em nói xấu đúng không? Không cần phải nói đẹp để làm gì ấy. Không ai chốt là em chốt. Rồi, ai chốt chốt thì em nhé. Tiếp một quần Multicam. Con này là vải thường này. Multicam không giống như con này nhé. Không giống. Con này vải chống cháy. Vải chống cháy mới kít. Bụng 90 mới kít nha. Chống cháy mà mới kít. Con mã vạch con lủng lẳng này. Dài quần 104. 6 cái hộp có bảo mông. Dây trà còn 800.000 mã 25. Mới kít nha em. 800.000 mã 25. Tiếp một con áo con bắc không quân này. Con này thuộc cái dòng này cũng là không phải dòng tầm thường đâu. Con này hơi bị đẹp. Con này đúng là để em bần là đẹp nhất. Vì nó vừa người em. Con này size S. Đó, vừa người em size S. Hàng của Mỹ nha. Size S nhưng mà anh em mà bần body thoải mái lắm. Rất là thoải mái nha. Nói chung bần thoải mái thì 50kg. Mà bệnh rộng body lên thì 60kg được ha. Đó. Con này em bán cho anh em là 700.000 mã 24. Con này chỉ có bị dơ một chút ở đây thôi này. Áo này áo chui của lọ. Độ mới là 96%. Cái dòng này anh em bệnh là nghiện nha.
cái dòng con bắc này nó cũng có hai ba loại, không phải một loại đâu. Cái thằng này con bắc anh em nhìn thấy nguyên một cái bọng, anh em thấy có con bắc như con này, đơn giản như con này thôi. Anh em nhìn thấy có cái bà gối ở đằng sau không? Không có không? Con này có nguyên một cái bà gối này, là một lớp cao su, một lớp bọc gì nó dày ở trong, nó đỡ nguyên cái đầu gối của mình. Anh em nhìn thấy đúng không ạ? Ừ. Con này đặc biệt, con này gọi là đặc biệt đó. Con này là cái dòng của cái quần này này. Rồi chốt giùm em 700.000 mã 24. Tiếp một cái quần này vải caro 6 túi hộp, có bà mông, có đầy đôn anh em. Bụng của nó là 78. Bụng 78. Dài quần là 112. Mới kích, mới keng. 600.000 mã 23. Mới đều và đẹp nha anh em. Quá đều và đẹp luôn. Tem còn mới kẽn này. Small sock. À, mới kít nha. Nhưng mà đã qua sử dụng em, chất vải kaki 600.000 mã 23. Size này còn hiếm hơn nữa đó. Tiếp một con quần vải caro sa mạc 6 túi hộp, có bò mông, bụng 82. Có dây đôn, có dây rút. Bụng là dài quần 106. Quần này 600.000 mã 22. Mới anh em. Con này 97%, còn cái quần kaki là 98% luôn á. 97% hay nghe. Chốt giùm em mã 22 600.000. Cái quần này là quần chống cháy multicam 6 túi hộp, có bà mông, bụng 92. Dài quần 112. 110. Con này em bán 600.000 mã 21, bao đẹp anh em luôn nha. 97% độ mới. 97% độ mới nha em. Chốt giùm em ha. 600.000 mã 21. Bây giờ em lên cho anh em một con Tiger lửa. Cái này gọi là cọp. Cọp hay còn gọi là Tiger. M65 Tiger. Vai của nó là 56. Dài áo là 81. Vai 56, dài 81. Tem này. Bây giờ ta đọc tem nha. Size medium regular 70-80kg. Tem còn mới keng. Cao 1m7-1m74 nha. Dây kéo ngon lành cành đào nha. Dây rút trên, dây rút dưới. Ừ. Nó là dòng dây kéo này nha em. Anh em để giùm em dòng dây kéo này nhé. Cái này có nghĩa là hàng thương mại của Mỹ thôi. Ở sau này là có mũ mới keng. Chất vải kaki mềm mịn và đẹp. Cổ thì cổ nhựa, nhưng mà thân là thân đồng. 70-80kg. Đẹp 1,5 triệu. Mã 31. 70-80kg, cao 1m7-1m74, có vê tay đàng hoàng nha em, mới và đẹp. Cái chất vải này là chất vải mát này, không phải vải nóng đâu. Có mũ đầy đủ nha em, bao đẹp luôn. Con này mềm mại lắm. Con này là chất vải nó, nếu mà so sánh là nó dòng như kiểu pha saten rồi đó. Anh em 70-80kg, con này em bán giá 1,5 triệu, là phải nói là cái giá này anh em mà không nhanh tay là hối hận á. Một con áo 98% với một con Tiger hàng hiếm mà nó mới 97%, không có lầm lỗi gì hết, bán có 1,5 triệu. Anh em không chốt lẻ là em không biết, không có trách nhiệm đâu này. 1,5 triệu mã 31. Tiếp một cái quần của Bỉ. Một cái quần của Bỉ. Chất vải kaki dày nha. Khoan. Con này đừng có nói Bỉ vào đây. Quần này của Bỉ à. Bỉ hay Pháp.
quần này, quần Pháp à, quần này của Pháp rồi bà con ơi. Này, này, đây nó là tem dập như thế này này anh em này. Đó, chất vải kaki dày nhá, chất vải dày, màu xanh đẹp, màu xanh cổ úa, mới ken. Con này bụng 94, bụng 94 ở dưới ống quần là nó sẽ đôn như thế này anh em này, đôn từ ống này qua ống này, cài nút lại á, đôn nhỏ lại được luôn. Bụng 94, dài quần là 106, à, mới 98%, chất vải nó dày và đẹp nha anh em. Cái V này này, cái cài ở sau mông á, thông thường mấy cái con cái đời M43 là nó sẽ có cái này giống quần này ha. Đây, tem dập ở trong nha em, tem dập ở trên cặp lưng ha, túi thì màu khác này. Rồi mới 97%, 6 tới hộp luôn, quần này 6 tới hộp, 6 tới hộp luôn. Quần này là anh em không có bóp lại được nha anh em, vì cái đường trần đôi này mình không bóp lại được nữa nha. Vừa chuẩn, còn ngoại trừ anh em thích về xịt cúc như thế này, nó đôn lại được một chút này. Anh em xịt hàng nút qua đây thì nó đôn qua, bóp lại cho anh em bụng nhỏ hơn một chút ép thôi. Còn lươn nữa là không có bóp được đâu. Con này đúng ra là 98% nha, đừng nói 96. Vải dày dặn và đẹp, vải sợi bự nha, sợi to luôn á, 1,4 triệu mã 32 ạ. Đẹp quá. 1,4 triệu mã 32 nha em. Quá đẹp luôn. Tiếp một cái quần này là quần của đây mới là bỉ này. Quần này mới là bỉ này. Hai lỗ thôi. Chất vải kaki dày. Bụng của nó là 92, vải dày như vải M số 5 nha em. Dài quần là 104. Ở dưới ống quần thì cột bằng cái dây này. Còn ở trên lưng là không có đai đôn, đai đĩa gì hết nha, xài bằng cúc anh em ạ. Anh em lưu ý dùm em là cúc này chỉ có hai lỗ thôi ha. Mới. Con này em bán 700.000 mã 30. Đều nha, bi này hơi bị lạ lạ một chút. Ở cái phần mông này nó cũng hơi xuống hơn một chút ép thôi. Đó, 6 cái hộp. Ở sông mông này có một cái bả mông vuông vuông ở đây nha. Túi là túi M65 ấy. Cái nắp túi của M65. Hàng này cũng là hàng sưu tầm bỉ. Rồi chốt giùm em 700.000 mã 30. Em lên tiếp một con Macca. Macca màu xanh xám. Con Macca màu xanh xám. Anh nào mà mua áo măng tô mà bị mất cúc ấy, rình chốt mấy con này mà lấy cúc này. Cúc thừa đầy dây đồng đen nhé. Cúc thì thừa đầy luôn. Con này là size medium. Tem còn mới ken nhá. Medium là size hiếm này. 80-70 kg. Dài áo là 63-83. Lưu ý dùm em cái dòng Macca với lại cái dòng mà Macca với lại jacket là nó bận form như nhau nhé. Anh em bận nó chỉ tới đây thôi. Qua mông và giữa đầu gối, nằm ở giữa đùi. Chứ không giống như M65 mà nó cũng không giống như Philot nha. Con này thì bao anh em đi Nhật luôn. Thời tiết lạnh chừng nào phi luôn. Chơi chấp luôn. Mới đẹp. 1,2 triệu mã 29. Size này cực hiếm này. Ở đây có một chút dơ nhẹ nhẹ thôi. Dơ này lơ lơ một chút, không có quan trọng anh em ạ. Nó giống như một con Philot ha. Nhưng mà cực đỉnh. Anh em chơi con này là muôn đời muôn kiếp. Đời cha qua đời con nó cũng không có hư đâu á. Dơ này, 3 chấm dơ này thì bao giật ra mấy vết dơ này không ăn nhầm gì hết. Còn cái vai này, đây mới là dơ này. Dơ nó vạt qua đây. Bo ngon lành nhé. Con này đắt ở chỗ là size hiếm.
Mà nói chung á, một con jacket này á, nó so với những con 10, 65, con này hàng cấp phát của lính Mỹ nha. Nó vừa ấm, vừa bền, mà rẻ nhất trong các loại áo của lính Mỹ. Nói con này 70, nó là 7-80kg á. 70-80kg vừa luôn á. Nó xa hai túi, bệnh nhìn giống Hàn Quốc hay anh em hãy. Nó vừa xài cúc, vừa xài dây kéo. Hai loại luôn. Chốt cho em nha em. Con này đồ mới là trên 96% ấy. 1,2 triệu mã 29. Đây, bây giờ bắt đầu giờ ra quân y luôn này. Bây giờ lôi quân y ra luôn. Rần ri quân y. Con này là 400.000 mã 38. Vải nha anh em. Nó viết tên của lính chứ không phải viết ấy. Con này để em đo chiều dài này. Dài áo của nó là 71, vải caro ha. 71 anh em, 70-80kg bần vừa. Nhìn nó to như vậy nhưng mà nó không phải giống như áo thun á anh em. Vì áo thun thì nó co giãn, còn con này không co giãn nha. Bao đẹp, chất vải của nó là chắc là 100 cô tông thôi. Chất vải mềm lắm. Ngoài tem nó ra là không có tem gì nữa hết nha nha. Em bệnh cái này rất là trẻ trung, nhẹ nhàng. Chốt dùm em là 400.000 mã 38 nha. Tiếp một con satin. Satin xanh, màu xanh ngọc. Vai của nó là 44. Dài áo 74. Vai 44, dài 74. Bên vai tem rin đi theo áo này. 1,4 triệu mã 34. Cái tem đời của nó ở đây mất rồi anh em ạ. Ở dưới này có một cái tem đời mà nó mất rồi. Còn cái tem size thôi này. Bao hàng cấp phát cho anh em nhé. Màu xanh ngọc đẹp quá à. Hai tem vai còn rin luôn. Đều màu và đẹp. Chỉ có cái vết gỡ tem mà anh em nhìn thấy. Cái đồ mới và đồ cũ của nó này, nó lệch nhau một chút ép thôi, không có nhiều. Vai 44, xanh đều màu và đẹp. Trên 96%, nhảy qua 97 nữa. Rồi, vai 44 nha anh em. 44 nha, lưu ý giùm em ạ. 44 là người từ 55kg trở lại thôi, không có được nhiều. Vì em bệnh dày quá, em không có cởi ra vào bệnh vào được. Chứ mà em mà bệnh vào thì con nó bằng em bệnh vừa. 55kg thôi. Tiếp một con nỉ sót hàng xưa của Mỹ nha. Vai 49. Vai 49 size này hiếm này. Dài 75. Nỉ sót nha, con này có tem luôn rồi đó. Mấy con bình thường là không có tem đâu. Con này size medium. Medium. Đời 81. Mỹ này đời 81 nha. Xanh nỉ sót 800.000 mã 35. Con này bận mùa đông nha bà con. Thời tiết lạnh, bận con này dùm em nha. Đẹp 97. 97% em khỏi choàng hai cái vào. Chốt dùm em 800.000 mã 35. Mã 35. Quá đẹp luôn nhá. Tiếp một con ICU này. Con ICU. Vai của nó là 49 luôn. Vai 49 anh em. Dài 71. Vai 49 dài 71. ICU full tem này. Ba cái tem, tem dán nha. 400.000 mã 36. 96% độ mới nha anh em. Ai ưng chốt giùm em ạ. Bữa hôm ai mua quần rần ri mưa, giờ chốt con áo này giùm em này. Áo mưa này là hai lớp. Nó là size lắc reo lơ. Anh em 8-90kg, cao 1m7 trở lên. Áo mưa của lính Mỹ nha anh em. Con này em bán 800.000 mã 37 ạ. Áo mưa Macca của lính Mỹ nha anh em. Có cái mũ liền này, không phải rời đâu. Đều và đẹp. 97% trở lên.
80 đến 99 chốt cho em nha. Một con này nữa là con gì đây? Con này giống với dòng M số 5 luôn này. Con này chắc em bận vừa quá. Dây kéo đồng M số 5 nhá. Con này là dạng thời trang. Thời trang mà của Mỹ á. Size M. Nó không có chữ gì hết. Toàn là chữ tiếng Anh không à. Hai lớp ở trên này có mũ đàng hoàng nha bà con. Có mũ đàng hoàng nha. Con này size nhỏ. Em đo vai và chiều dài cho anh em này. Vai là 46. Dài là 63. Vai 46, dài 63. 800.000 mã 39. Con này dành cho chị em phụ nữ nào nhỏ con này. Anh nào mà vừa nhỏ hoặc mua cho con, út con này giùm em đi. Nhỏ nha, ống tay của em nó đôn một đống ở trong này rồi. Nó mắc ở đây rồi. Nó dắt ở trong này cho nên là chui vào nó thuôn lên đây. Bẩn không có được nghe. Em chui vào để xem con này em vừa. Anh em tin con này em bẩn vừa. Em có cảm giác là em bẩn vừa nhưng mà có cái là 2-3 lớp cho nên là nghe khó đấy. Nghe là hơi bị căng đấy. Tới đây nó bị mắc cha rong rồi. Mắc cái gì đó không biết nè. Thấy chưa? Anh em nghĩ sao? Nó vừa luôn, nó xít rịt luôn, lắc không kêu luôn. Vừa xít luôn. Trời là trời. Xít luôn. Em kéo lên là nâng như thế này luôn này. Wow. Từ chiều cao tới chiều dài luôn. Rồi ai ưng chốt giùm em 800.000 mã 39 nha anh em. Em 55kg cao 1m58 á. Vì em bận 2-3 lớp cho nên là nó hơi bót chút đây. Cái dòng này có cả vê tay như thiệt á. Nó là của dân dùng chứ không phải của quân đội đâu. Tiếp một con ghi lê anh em, ký giả này màu xanh lính, xanh xám, anh em nào thích không? Có anh em nào thích ký giả không? Dài áo là 52. Dài áo có 52 thì dành cho em bình mà thôi. Con này là anh em còn 75kg được luôn. 70-80kg vừa luôn. Lần sau thì bẩn sao nó hết ngược lên như vậy. Lần trước thì nó như thế này. Rồi. Túi bao la nha em. Túi bao la. Chốt giùm em con này là 600.000 mã 40. Túi bao la nha. Đây anh em đừng vào nó mới cành ra này. 1, 2, 3, 4. Một bên là 4 túi rồi đó. Chưa có ở bên trong nha. Trong này túi này là 5 nè. Ổm lại là 10 túi. Đằng sau cái này không phải túi. 6 cái túi là 12 túi thôi. Rồi chốt cho em 600.000 mã 40. 600.000 mã 40 nha em. Em cảm ơn tất cả anh chị em nhé. Em xin hẹn anh chị em live 11 giờ trưa hôm nay. Đúng 11 giờ trưa hôm nay của ngày 16 nha anh em. Cái áo này nó vô duyên, nó cứ híp híp sát người. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ.